Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vị trí Tổng Bí thư 2021 triển vọng lớn của ông Trần Quốc Vượng. Một chuyên gia về chính trị Việt Nam dự đoán Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thôi nhiệm vụ tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 và ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu thành Tổng Bí thư. Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 đã là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa 11 năm 2011 đến nay. Nhà quan sát lâu năm về Việt Nam tiến sĩ Zachary Abuja nói với BBC tiếng Việt: "Tôi không nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm nữa vì ông vừa rồi đã có thời gian ốm và lại có một lần được miễn tuổi." Năm 2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý cho một trường hợp đặc biệt quá tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng ở lại làm Tổng Bí thư. Tiến sĩ Zachary Abuja đang là giáo sư tại National War College, Washington DC. National War College thành lập năm 1946, hiện là một trường đại học quốc phòng. National Defense University tổ chức đào tạo đại học bao cấp bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Mục đích của National War College là đào tạo người cho quân lực, Bộ Ngoại giao và cơ quan có trách nhiệm về chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Zachary Abuja dự đoán ông Trần Quốc Vượng nhiều khả năng nhất trở thành Tổng Bí thư sau ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đã là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và hiện là Thường trực Ban Bí thư. Mới đây, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên tiết lộ Bộ Chính trị khóa 13 sắp tới sẽ có khoảng 17 đến 19 người. Bộ Chính trị khóa 12 hiện thời có 19 ghế, tuy thực tế chỉ có 16 người do các vấn đề sức khỏe, qua đời và bị kỷ luật. Ông Zachary Abuja nhận xét do Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải mới đây bị cảnh cáo kỷ luật nên có lẽ ông Hải sẽ khó có thể tái cử. Ngoài ra, Bộ Chính trị hiện có 7 người đang từ độ tuổi từ 66 tuổi đến 76 tuổi và có lẽ đa số nhóm này sẽ nghỉ hưu. Như thế, ông Zachary Abuja dự đoán Bộ Chính trị khóa 13 có thể chỉ còn khoảng 7 người ở lại, mở đường cho các gương mặt mới. Nhưng số người mới bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ nhiều hơn số thành viên cũ. Vì vậy, rất có thể một hoặc nhiều hơn nữa số thành viên trong Bộ Chính trị quá 65 tuổi sẽ được cho ở lại, trong đó có ông Trần Quốc Vượng hiện 67 tuổi, ông Abuja nhận định. Ông Abuja cho rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trở thành Tổng Bí thư mặc dù hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Ông Trần Quốc Vượng đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng, dù đó là các cuộc điều tra chính đáng hay có động cơ chính trị để làm im lặng và đối thủ của ông là Nguyễn Phú Trọng. Tôi đoán ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều ảnh hưởng để chọn thành phần Bộ Chính trị khóa mới, nhất là khi ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ với uy tín rất cao nhờ kinh tế và thắng dịch virus Vũ Hán. Trả lời phỏng vấn của BBC, tiến sĩ Zachary Abuja cũng chân thành chia sẻ rằng ông đã từng dự đoán sai về kết quả của Đại hội 12 năm 2016. Tôi đã suy nghĩ vì sao mình dự đoán sai năm 2016. Khi đó tôi không nghĩ ông Trọng sẽ tái đắc cử vượt qua Thủ tướng 3X Nguyễn Tân Dũng. Theo tôi, điều quan trọng làm Đại hội 12 là tái khẳng định uy quyền của Đảng. Khi ấy, tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa đang đặt nhiều quyền quyết định hơn vào tay giới kỹ trị và quan chức. Điều đó làm cho ông Trọng lo ngại vì ông muốn Đảng phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi quyết định. Tiến sĩ Zachary Abuja cho rằng yếu tố này cũng sẽ giúp cho ông Trần Quốc Vượng trở thành Tổng Bí thư. Ông Vượng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từ năm 2007 tới năm 2011 rồi giữ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tháng 7 năm 2011. Tháng 5 năm 2013, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Tiến sĩ Zachary Abuja nói rằng ông Trần Quốc Vượng cả sự nghiệp là làm trong bộ máy đảng. Ở ông Vượng, ông Trọng nhìn ra đấy là đồng minh. Vậy nếu ông ấy được bầu, sẽ có nghĩa gì cho Việt Nam? Câu trả lời ngắn gọn là sự tiếp nối trong chính sách.
Trước đó, nhiều nhà quan sát cũng chung nhận định rằng ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng Bí thư sắp tới. Mới đây, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đang làm việc ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS ở Singapore nói trong một bài phân tích quan trọng hơn, nếu xét chiến dịch chống tham nhũng cấp cao dưới sự lãnh đạo của ông Trọng và việc đảng nhấn mạnh nhiệm vụ chống tham nhũng, rất có thể có khả năng ông Trọng muốn người kế nhiệm sẽ duy trì di sản của mình và tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Vượng, người từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và là trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, có thể được coi là đáp ứng nhiều điều kiện hơn để thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Với việc ông Trọng đang nắm quyền kiểm soát ở mức cao đối với hoạt động của đảng, đặc biệt là trong vấn đề nhân sự, ông Trọng sẽ là người có tiếng nói quyết định đối với việc lựa chọn người kế nhiệm mình. Như vậy, ứng viên nào được ông hậu thuẫn sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn, tác giả Lê Hồng Hiệp nhận định. Các nhà quan sát chính trị Việt Nam chia sẻ với BBC News tiếng Việt suy nghĩ về việc liệu có nên giữ trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi tiếp tục ở lại trong Bộ Chính trị khóa 13. Thông thường trong chính trường Việt Nam, các ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi để được tiếp tục ở lại cần có sự giới thiệu và đồng ý của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Trong Bộ Chính trị hiện nay có 7 người đã từ 66 tuổi trở lên là các ông bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thiện Nhân và Ngô Xuân Lịch. Các nguồn tin đến nay cho BBC News tiếng Việt biết Hội nghị Trung ương 12 mới nhất trong tháng 5 vẫn chưa bàn về có bao nhiêu trường hợp đặc biệt trong Bộ Chính trị có thể ở lại trong nhiệm kỳ 13 tới đây. Trước đó, chia sẻ với BBC ngày 27 tháng 6, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển, nói nếu như Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc ở lại, đó sẽ là điều tốt. Trên quan điểm cá nhân, tôi thấy rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên cạnh các ứng viên khác nếu có trong trường hợp tiêu chí du di linh hoạt về tuổi tác được áp dụng trong Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông cũng xứng đáng thôi và ông cũng có thể đại diện cho những trường hợp khác cùng lứa tuổi cao mà được lưu lại thêm. Mới nhất trong chương trình thảo luận thứ 5 bàn tròn của BBC ngày 28 tháng 5, tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, bộ môn Trung Quốc học Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy không nên có việc du di về tuổi tác. Không nên du di tuổi tác. Về Trung Quốc, tôi thấy rằng dù lãnh đạo của họ giỏi thế nào, hết nhiệm kỳ họ vẫn phải thôi cho thế hệ khác làm. Nếu xuất sắc, họ vẫn có thể làm cố vấn, trợ giúp cho ban lãnh đạo mới. Hiện tượng du di của Việt Nam theo tôi là không nên, mà nên chuyển giao thế hệ, tìm nhân sự phù hợp cho sự phát triển của Việt Nam. Còn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao từ Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển tại Hà Nội nói mặc dù ông đồng tình về nguyên tắc che già măng mọc, nhưng bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay vẫn cần có sự linh hoạt. Nhân sự rất hệ trọng cho Việt Nam, nếu còn có đảng viên lãnh đạo trong sạch trí tuệ thì đất nước mới có hy vọng. Một khuynh hướng lựa chọn lãnh đạo như ông Nguyễn Phú Trọng đề cập là phải lựa chọn người có đức có tài trong sạch, không nhà cửa, tài sản lớn. Nhưng dư luận thường nói nhìn vào vị nào cũng thấy tài sản lớn, thế chọn ai? Bây giờ tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư Bộ Chính trị đề ra với các tiêu chuẩn như trong sạch, đoàn kết và nhân tố trong ngoài đảng thì tôi mạo muội nói rằng hình như chỉ còn có ông Trọng là đủ khả năng để đáp ứng vị trí này. Ông Hoàng Ngọc Giao nói ông tin rằng đa số dân chúng Việt Nam vẫn còn ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng, mặc dù chống tham nhũng vẫn rất nhiều khó khăn và chống tham nhũng đang chỉ là chống phe nhóm của ông Trọng mà thôi. Để ổn định những bước tiếp theo vẫn có cần một người cầm trịch đủ uy tín trong dân, trong sạch, không vương vấn nhóm lợi ích thì tôi nghĩ chỉ có một mình ông Trọng. Không nhất thiết phải quá bao nhiêu tuổi như Donald Trump đã 73 tuổi rồi, quan trọng là người chèo lái ít nhất giữ ổn định để lựa chọn đội ngũ cán bộ trong sạch tâm huyết để tiến hành cải cách tiếp theo, như thế có lẽ tạm ổn. Khó có việc nhiều hơn một người quá 65 tuổi. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS Singapore cho rằng sẽ khó có việc nhiều hơn một người quá 65 tuổi trong Bộ Chính trị được tiếp tục ở lại. Tiêu chuẩn mà Đảng Cộng sản đặt ra, tôi thấy có mấy quan điểm quan trọng. Ví dụ như có cơ cấu, có vấn đề tuổi tác để từ đó ra có một cái khung cho một, hai hội nghị trung ương tiếp theo bàn tiếp.
Họ bàn tiếp hội nghị 13, chưa xong thì 14 nên cũng chưa cần vội, nhưng khả năng nhiều hơn một người ở trường hợp đặc biệt. Hôm 27 tháng 5 tại hội nghị, báo cáo viên Trung ương đột xuất để thông báo kết quả hội nghị Trung ương 12, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất trình đại hội 13 số lượng khoảng 200 ủy viên Trung ương, trong đó có khoảng 180 chính thức và 20 dự khuyết. Theo ông tiết lộ, ở khóa 13 dự kiến ủy viên Bộ Chính trị sẽ như khóa 12 từ 17 đến 19, Ban Bí thư từ 12 đến 13. Ban chấp hành Trung ương khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi, số ủy viên Trung ương dưới 50 chiếm khoảng 15-20%, từ 50 đến 60 tuổi khoảng 70% và từ 61 tuổi trở lên khoảng 10%. Đại hội 13 dự luật đặc khu chính sách thất bại khi không dựa vào dân. Hiếm khi có chính sách thất bại khi Đảng Cộng sản cầm quyền với chế độ toàn trị kiểm soát mọi hoạt động của người dân và của nhà nước, đặc biệt về ban hành chính sách. Thế nhưng dự luật đặc khu hành chính kinh tế ven biển là một trường hợp điển hình hy hữu về sự thất bại chính sách ngay từ khi xây dựng. Hai vấn đề lớn đối với các nhà hoạch định chính sách khi phân tích nguyên nhân sâu xa của sự bất thất bại về chính sách trên là một dự luật đã trở nên lạc hậu về thời điểm áp dụng, hai là quy trình chính sách đã không dựa vào dân và hướng đến người dân. Dự luật đặc khu được vận dụng không đúng thời điểm đã trở thành chính sách lỗi thời. Chính sách này đúng với Trung Quốc 30 năm trước, nhưng áp dụng cho Việt Nam 30 năm sau trong bối cảnh thế giới và trong và ngoài nước hoàn toàn thay đổi đã không thích hợp. Đó là nguyên nhân của sự thất bại chính sách. Tương đồng về ý thức hệ và đổi mới sau nên Việt Nam phải học hỏi kinh nghiệm từ mô hình của Trung Quốc, trong đó chính sách đặc khu từng được đánh giá có ý nghĩa quan trọng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Năm 1979, lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình đã quyết định thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Đây là đặc khu đầu tiên của Trung Quốc do lợi thế tiếp giáp với Hồng Kông, lúc đó còn là một thuộc địa của Vương quốc Anh. Việc thành lập đặc khu này được coi là một sự thử nghiệm mô hình cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Đặc khu Thâm Quyến đã có tỷ lệ tăng trưởng GDP rất cao, trung bình là 40% mỗi năm giữa năm 1981 và năm 1993. Từ năm 2001 đến năm 2005, tỷ lệ tăng chậm lại còn 16,3% và giảm sút dần từ sau đó. Sản lượng kinh tế của Thâm Quyến với khoảng gần 340 tỷ đô la hiện nay đứng thứ 3 sau Bắc Kinh và Thượng Hải. Nhìn lại quá trình chuẩn bị dự luật này của Việt Nam về hình thức là khá bài bản và thận trọng. Cơ sở hình thành nên dự luật đặc khu đã có từ đầu năm 2013 khi một số chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Trường Đại học Thâm Quyến được mời đến tỉnh Quảng Ninh để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược hình thành phát triển cho dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn. Các cuộc hội thảo và các chuyến nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm thực tế được tổ chức. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự luật. Sự chuẩn bị và quy trình chính sách như trên đã khiến cho chính phủ đã tự tin trình dự luật đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 năm 2018. Thông thường, một số nội dung có thể có nhiều ý kiến khác biệt trong quá trình thảo luận. Tuy nhiên, điều khoản có thời hạn cho thuê đất 99 năm đã là vấn đề lớn, không chỉ tại nghị trường mà hơn thế nữa từ phía công chúng. Trong tuần từ ngày 6 đến 11 tháng 6 năm 2018, làn sóng phản đối mạnh mẽ và lan rộng của người dân trong nhiều tỉnh thành khiến cho dự luật đặc khu không thể được đưa ra bỏ phiếu thông qua. Và cho đến nay, nó vẫn không đặt ra trong chương trình nghị sự của các kỳ họp của Quốc hội. Các nhà hoạch định chính sách đã không thể thuyết phục được dân chúng và đại biểu Quốc hội về ý nghĩa vai trò của đặc khu kinh tế đối với tăng trưởng và phát triển. Không thể nói với họ rằng đó là sự vận dụng kinh nghiệm của Trung Quốc hay tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài đối với hình thức đặc khu trong bối cảnh hiện nay. 30 năm trước, các đặc khu hành chính kinh tế đã là chính sách mang tính đột phá đối với Trung Quốc, hấp dẫn các luồng vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ở đỉnh cao. 30 năm sau khi Việt Nam vận dụng kinh nghiệm đặc khu thì quá trình toàn cầu hóa đã thoái trào, bối cảnh
chính sách đã hoàn toàn thay đổi và thời cơ đã bị bỏ lỡ. Đó là chưa kể đến yếu tố cạnh tranh khi Trung Quốc luôn có lợi thế so sánh trước Việt Nam về thị trường, nhân công, năng lực, quản trị và năng suất. Trong và ngoài nghị trường Quốc hội, cơ quan lập pháp tối cao của Việt Nam ít nhiều đều có tiếng nói của dân phản đối dự luật đặc khu liên quan đến yếu tố Trung Quốc. Khi tương đồng ý thức hệ không còn là bệ đỡ cho phát triển kinh tế thì ưu tiên được dành cho an ninh chủ quyền quốc gia, vốn là phẩm chất từ ngàn đời tạo nên bản sắc của dân tộc Việt Nam. Ưu tiên hàng đầu của chế độ Đảng Cộng sản toàn trị trong việc xây dựng chính sách và lợi ích và sự tồn vong của Đảng, trong khi quy trình chính sách công trong điều kiện thị trường phải dựa vào dân, hướng tới người dân, đối tượng thụ hưởng. Bởi vậy, một trong các bước quy trình là lấy ý kiến của dân thường bỏ qua hay chỉ là với hình thức. Với dự luật đặc khu cũng không là ngoại lệ và sai lầm này đã dẫn đến thất bại. Phía sau dự luật đặc khu là nguy cơ từ yếu tố Trung Quốc. Mô hình Trung Quốc ngày càng yếu kém thích hợp với Việt Nam. Đặc khu kinh tế từng là đột phá thành công của chính sách cải cách và mở cửa thực dụng do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, góp phần tạo nên sự kỳ diệu tăng trưởng kinh tế. Nay dư địa này không còn. Các nước tư bản phát triển và các tập đoàn đa quốc gia dường như đã ngộ ra rõ ràng rằng tăng trưởng kinh tế không thể làm cho chế độ trở nên dân chủ, nghĩa là không làm thể chế thay đổi bản chất, nguyên chế. Sự đối đầu ý thức hệ giữa Trung Quốc và Mỹ phương Tây ngày càng sâu sắc và quan hệ quốc tế. Đại dịch virus Vũ Hán chính là lúc Trung Quốc bộc lộ rõ nhất bản chất chuyên chế. Ngày 28 tháng 5 năm 2020, luật an ninh Hồng Kông đã được thông qua dường như đã phủ nhận cam kết một quốc gia hai chế độ tại đây. Tham vọng thay đổi trật tự thế giới và địa chính trị, Bắc Kinh ngày càng hung hăng, tự vẽ đường chín đoạn quân sự hóa biển đảo, đe dọa sự tự do hàng hải của các nước có liên quan ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam, làm gia tăng mức độ nguy cơ đối với chủ quyền biển đảo và quốc gia. Ngoài ra, phần lớn các dự án đầu tư của Trung Quốc vào nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như năng lượng, giao thông kém hiệu quả, công nghệ lạc hậu, kéo dài làm tăng nợ xấu gây ô nhiễm môi trường, thâm hụt nghiêm trọng cán cân thương mại. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là hình ảnh phản cảm trong mắt công chúng. Dự án kéo dài đến năm 2008 đến nay chưa hoàn thành, đội vốn lên gần gấp đôi. Mới đây, ngày 2 tháng 6 năm 2020, nhà thầu Trung Quốc đòi chi thêm 50 triệu đô la sai với các điều khoản trong hợp đồng để thử vận hành. Trong bối cảnh như trên, dự luật đặc khu ven biển được công luận coi là mắt xích hay cánh tay nối dài của chiến lược một vành đai một con đường của Tập Cận Bình. Sức ép dư luận dường như đã tác động đến các nhà lập pháp. Một số đại biểu Quốc hội khóa 14 trong kỳ họp thứ 9 đang diễn ra tại Hà Nội đã yêu cầu chính phủ giải trình về tình trạng các doanh nghiệp Trung Quốc núp bóng dưới các hình thức khác nhau để thâu tóm đất đai tại các vị trí chiến lược trên biên giới và bờ biển. Phía sau dự luật đặc khu đã lộ rõ hình ảnh của các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là Vân Đồn, Phú Quốc. Mới đây, chính phủ có quyết định số 544 trên QĐ-TTG về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc ký nghị quyết số 80 trên NDCP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 cho phép người nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh vào khu kinh tế ven biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dư luận quan tâm đến những sự kiện có liên quan như vậy, một số nhà quan sát đã lên tiếng cảnh báo liệu đây có phải là những hình thức lách luật để đạt được mục đích của chính quyền cố gắng cứu một chính sách thất bại. Dư luận đặc khu liệu tiếng nói của người dân có được duy trì và nhân lên để trở thành một nền tảng chính sách hay chỉ là tia hy vọng mong manh trong chế độ toàn trị? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với mọi người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.